Cũng nhận đi. Đây nó vắng nhỉ, cửa hàng cửa hiệu nó không mở được. Ở đây chỉ mở karaoke với các thứ anh ạ. Rồi tối nó tụ bạ nhiều anh ạ, thành viên các thứ nó ra đây nó tụ bạ nhiều. Nói chung là phải cờ bạc. Nói chung là Nam Định tệ nạn nhiều lắm. Vâng, tệ nạn lắm. Đây là nhiều mà nó kín bởi vì nó bảo kê hết rồi, công an nó bảo kê hết rồi, công an nó đi rồi, công an nó kín, không như các tỉnh khác nó rầm rộ là vậy, công an nó bảo kê hết rồi thì hết rồi. Tư nhân vẫn diện chứ còn nhà nước thì vẫn không biết chứ. Các nhà máy thì nó đem nó đóng cửa, nó bán đất hết đâu, nhà máy dệt, nhà máy tơ, nhà máy tiếc hết công mà làm nó dối cho nên sinh ra nhiều quá. Nói chung là nhà máy đều bị bán, nhà nước mình là sau này nó sẽ bỏ thằng này anh ạ. À, sau này thằng Phủ Lý nó sẽ nhập vào Hà Nội, nó tách từ Phủ Lý làm ba mảnh, một mảnh về Nam Định, mảnh về Ninh Bình và mảnh về Hà Nội. Đây đây này, mình chạy đây. Ra đây gì? Vâng. Sẽ không nào. Không đi. Đây nó có đường một chiều đồng sợ anh. Đi vô tư. Em thì tốt đường lắm. Anh đoán là Nam Định nhưng mà. Ở đây là siêu đêm trên. Anh lấn ra cái vỉa hè nhỉ? Cái vỉa hè mất. Không phải giờ mình đi qua rồi, mình đi qua đúng rồi, Hùng Vương rồi. Đấy đây là gì ạ? Đấy đây là gì ạ? Cơ bản là đường nó mở rộng ra. Sau nhà người ta cũng lại lấn một ít nữa. Lấn cái vỉa hè nó mất. Đây sẽ đây ạ? Chà đây này.